anh em. Và với GitHub Global hiện nay thì nó đang có hai phiên bản với hai cái góc độ khác nhau. Một phiên bản là 170 độ và một phiên bản là 90 độ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn phân biệt hai cái phiên bản GitHub Global này, cũng như là show cho các em xem về cái góc độ hình ảnh thu được, cũng như là về cái góc độ của hai chiếc hai cái mẫu phiên bản GitHub Global này. Để cho các em có thể lựa chọn được những cái góc quay, những cái góc độ phù hợp với cái mục tiêu video các anh em đưa ra nhé. Và bây giờ thì mình sẽ giúp các anh em phân biệt hai chiếc GitHub Global với phiên bản 90 độ và phiên bản 170 độ. Khi mà các em nhìn vào như thế này thì cảm thấy thật sự là hai chiếc này quá giống nhau, không hề có một cái điểm gì khác biệt ở cái thân bên ngoài hết. Khi nhìn vào thì sẽ rất là dễ để nhầm lẫn với phiên bản 90 cũng như là phiên bản 170 độ. Tuy nhiên thì phiên bản 90 độ nó cũng sẽ có một cái điểm khác biệt hơn so với GitHub Global và phiên bản là 170 độ. Và để phân biệt thì mình không thể xét trên bất cứ một cái gì ở trên cái thân máy này hết, ngoại trừ một cái đó là mắt len. Đây, cái phần len của chiếc camera hành trình. Với phiên bản bên này của mình là phiên bản 90 độ và phiên bản này là phiên bản 170 độ. Bây giờ mình sẽ đặt hai chiếc camera hành trình xuống song song đối diện với nhau. Có thể một vài anh em đã nhận ra một điểm khác biệt giữa hai phiên bản này rồi. Giờ mình sẽ đẩy hai chiếc camera hành trình này vào sát nhau để ống len chạm vào cái mặt trước của chiếc camera hành trình. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy là khi mà mình úp vào như thế này với phiên bản 90 độ, các anh em có thể nhìn thấy là cái ống len của nó dài hơn. Cái ống len của nó dài hơn so với cái phiên bản 170 độ. Đấy, khi mà ép sát lại với nhau, thẳng với nhau như thế này thì GitHub Global phiên bản 170 độ còn dư một khúc khá là dài, một khoảng trống khá là dài ở đối với chiếc GitHub Global phiên bản 90 độ. Đó, các anh em có thể phân biệt rồi nhé, là với chiếc GitHub Global với phiên bản 90 độ thì nó sẽ có một cái ống len dài hơn nhô ra ngoài hơn so với cái phiên bản 170 độ này. Và với tương tự với những mẫu camera hành trình khác, nếu như mà các anh em thay đổi cái len để chỉnh cho nó thành một cái góc là 90 độ để giúp cho khử cong đó. Với cái góc 90 độ thì nó sẽ giúp các anh em khử cong được cho cái video quay bằng camera hành trình. Tuy nhiên thì cái mắt len của nó sẽ nhô cao hơn như thế này, nó không có ngắn giống như cái phiên bản với một cái góc rộng lớn như là 170 độ. Và bây giờ để so sánh cho các anh em xem được hai cái góc rộng của hai phiên bản GitHub Global với một phiên bản là 90 độ và một phiên bản là 170 độ thì mình sẽ đặt hai chiếc camera như thế này, nó song song hành với nhau để mình cho các bạn xem được cái góc rộng ở hai bên nó như thế nào, cũng như là về cái góc rộng ở trên dưới để các bạn xem được là cái góc rộng của chiếc GitHub Global với phiên bản là 90 độ cũng như là chiếc GitHub Global với phiên bản là 170 độ. Và mình sẽ có một chút đánh giá về hai cái mắt len của chiếc GitHub Global với hai phiên bản 90 cũng như là 170 độ. Với len 90 độ thì nó sẽ cho các bạn có một cái cảm giác góc là nhìn rất là cận với cái vật các bạn quay chụp, và các bạn sẽ cảm thấy hình ảnh giống như là nó được zoom lại gần hơn so với cái vật thể đó, cũng như là nó sẽ tạo cho các bạn một cái góc thẳng tuyệt đối đối với các vật thể, nó không còn bị cong vòng như là cái mắt len với cái góc rộng hơn như là 170 độ. Với cái len 170 độ thì bạn sẽ bắt được một cái cảnh gọi là rộng hơn, bao quát hơn. Nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào mà quay video kiểu như phong cảnh ngoài trời, những cái vùng rộng lớn đó. Với những cảnh rộng lớn thì sử dụng cái góc 170 độ này thật sự rất là tốt. Và tuy nhiên thì nó sẽ bị hạn chế một chút xíu, thì cái khung hình của nó sẽ bị cong. Và một số bạn lại cảm thấy là cái việc cong cong của cái khung hình cảm thấy rất là khó chịu. Sau khi xem xong những đoạn clip vừa rồi, cũng như là Thảo cũng đã phân tích cũng như là đánh giá một chút xíu về hai cái mắt len này rồi, thì Thảo hy vọng là video này sẽ giúp được các bạn nào đang còn phân vân với hai phiên bản GitHub Global, cái góc rộng là 90 độ và cái góc rộng là 170 độ, đang phân vân không biết là góc quay của nó như thế nào, nó có phù hợp với cái mục tiêu làm video clip của các bạn hay không, thì các bạn sẽ có thể lựa chọn được đúng cái mẫu camera hành trình mà các bạn cần thiết để quay video clip. Và nếu cảm thấy clip này hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like cũng như là một subscribe để theo dõi những video clip về camera hành trình cũng như là các sản phẩm công nghệ khác tại Linh Kiện Store nhé.